Ta đứng về đây nó. Vô xe đi bộ. Lục quang đó. Dân. Xin ta nghe lời ngươi nói mà. Dân. Qua cà su buông. Xin tả lệ tỉnh lệ ngọc quang. Ba cà si bước ra mò. Mở. À, không chồng đâu rồi. Bekara wakaran sukribo haka yoshi kriyan krabo sukribe. Thịnh lễ qua qua. Bộ tử dạ ha. Đi lên cho đỉnh à. Lên đỉnh rồi mới xuống đây. Lên đỉnh trước chứ trên này là ông Ngọc Đế mà. Ông lớn lên lên đỉnh trước mới xuống được. Còn họ mới xuống đây. Nơi đây là bộ tộc là con rồng cháu quan đó. Cháu quan âm trần âm giới hay là trần gian gọi là con rồng cháu tiên đó. Quan là sao? Quan quả, quan hang là thất lạc, nhiều lạc, tim lạc. Nay họ sức cả các cả mọi thứ nên họ tìm về dòng tộc dị tộc. Gọi là quan pháp ngũ hành đó. Ly ly ly. Trên này đem lên. Cũng này trước mà được. Là bốn đồng bánh tét, mỗi đoạn dĩa rồi mỗi một bọc bốn cái bánh tét cái dĩa. Đây hai ly nước là sáu bông trang. Sáu bông trang. Một ly á, 13 bông vô ly đó là sáu bông đó. Được rồi đó. Để bên gì nè. Nước không? Để nước này đi. Bên đây luôn. Mấy ly nước? Bên đây. Ai đốt nhang đi. Cụ vàng gì đó. Điểm đó còn điểm nó lên thỉnh lễ ông tổ sư đó, ông cố đâu ngồi cho nó đó. Ông cố. Cố tổ là ông Phật tổ. Ừ. Cái này gót. Cúng bên đó hai dĩa này hai dĩa trên này mình giấy vàng là họ ăn với năm cái một thỉnh cái một trời đất luôn mà ủa bên kia là gì vậy còn ba chai hơi để qua cúng bên kia đó mình kia chỉ ngồi giấy vàng à là để uống là cúng bên đây là bên kia rồi à. Hôm mình nấu đá uống, chịu uống vài chai. Ủa thầy ơi, vậy bên kia là mình ba bên kia giá vàng nè. Ủa rồi bánh sách ra chứ vậy? Có gì này sách bánh chứ vậy? Sao bánh ở đây không à? Đây cũng ở đây không à? Cũng đây không à? Đây là cúng trời đất cái một mà. Ở trên đó đốt nhang giấy nguyện hết. Bánh ít. Một ba đòn bánh tét của mình là bốn cái bánh ít. Mình cả bốn ít đòn bánh tét. Giờ là hai, bốn đòn bánh tét. Rồi mỗi bên là một đòn bánh tét và bốn cái bánh ít. Bỏ thêm bên đó cái bên đó cái giữa. Sao sẽ thấy vậy? Rồi, ai xá rồi mình bước xuống à. À đốt nhang cho tôi 6 cây nhang ơi. Cho xin 6 cây. Sáu cây này ở đây mình xá khỏi trình lễ hả hàng sao là giấy hết rồi, đây nơi đây, đây là cung điện 1-2 đó đúng rồi trình lễ có tình không trình hết ông giấy hết mà giấy hoa giấy giờ giấy cha Ngọc Hoàng biết coi nhưng mà để tôi quay lại đáy giấy trời đất về hướng mặt trời dị quả quang rồi chưa bản thân vô găng bản sắc ngũ sắc khai quan ngũ mở kim sắc đài kim đế ngũ giả bảo quan khang tứ giả long hổ kiềm quan ngũ lòng dị lòng tam quan rồng xanh mắt đỏ dị tam quan nay thỉnh lễ ngọc đế quan tứ ngũ kỳ quan nếu mà sau này tôi khá giả một chút tôi sẽ che ông cái máy này cho ông nhưng mà bây giờ còn thiếu quá
ông hãy giúp đỡ tôi sau này. Bản giả ngu ăn, ăn tác tự ngữ, ngu giả kim căn, khăn tác tự ngữ, quản giả ngu ăn, khăn tác tự ngữ. Nên là tôi không biết ở nơi đây sao, chứ đáng lý là mình che đây mà biết ta chịu không. Nhưng mà để hỏi chí cái chủ nhà, xin ngài là giúp đỡ tôi điều này. Là bản sắc ngũ sắc, kim quan tắc ngữ, ngũ giả kim quan, bổn giả cát ngăn, đại từ kim cát, ngũ giả ban đời, cứ giả điềm sang, ngũ giả kim can, đại từ há giả, nay thỉnh cầu đại kim quan, tác giả gồng xanh, gồng đỏ, gồng hoa, gồng màu, quả quản, kim ngăn, đại hoàng, kim hoàng, phụ hoàng, khắc giả, đại từ vua con, bổn giả lịch sử, cha hoàng đại đế là vua cha, bổn giả lịch sử là ngàn đời đầu thai trần gian chỉ là vua con của Ngọc Đế. Bản sử Long Pháp Đại Long Môn, tứ hải kim căn đại cát ngự, nay khăn hậu dị kim qua, mở Long Kinh Long Pháp Đại Từ Thánh Mẫu, nay có các cả quan tứ ngũ kỳ căn, xin giải gian là ban phước ban lành, cầu cho Ngọc Đế sống ngàn đời ngàn kiếp để là giúp đỡ cho âm dương, hoàn thành sứ mệnh đại cầu dương, hoàn thành sứ mệnh đại ngăn gian, quản sử lịch sử ngàn đời chỉ kiếp, gọi là cha trời mẹ dượng, bổ giả kim ngăn, tác giả kim hà, đại dượng thịnh dượng, tổ cô hoàng cô, thính lễ đại kim, tác giả Như Hạ, Như Hoa, mẫu hậu, thái hậu, hoàng hậu, cuối cùng là nữ hoa nương kim quan, tác giả Cam Lề, ngữ giả ánh sáng, chiếu đề hoa pháp là bà cố đại từ bi, Nam A Di, môn tứ cừ, giảng quả kim ngăn. Quý vị cứ cấm đây rồi chia nhau cấm dài dài chảnh, cấm hết. Thôi tôi đứng đây tôi cầu luôn. Bản giả ngô giả, bản giả kim quan, thỉnh lễ thỉnh cầu, thỉnh tổ sư Đạt Ma, kim sư đại sư, tổ sư đại sư, ngàn đời tổ sư, ánh sáng ban mai, chiếu diệm màu tâm pháp, đại pháp, gọi là Phật tổ tôn tổ, Phật tổ kim ánh sáng, gọi là Phật tổ lai ba 4692, nay nguyện vọng thác vọng, nguyện kim dạ kim, nay bổng cầu cho đại cầu, là sát hôi thú tôi, cầu các vị linh căn, đại căn, cầu các cả ngọc hoàng, hay là các cả Phật pháp lớn nhỏ, bao lã bao la, gần xanh nói biết, gần ta núi màu, dương xanh dị giả hằng, quang xanh tự giả căn, hoàng căn đại long căn, thiết ngộ đại âm pháp, nay mở kinh cả tử ngộ qua tứ ngộ kỳ, xin các vị pháp môn, xin các vị âm pháp đại tướng quả ha, bổn giả kim căn, ngữ giả Phật đời, cố giả Phật sinh, nguyện cầu đại cầu, cha trời mẹ giả, mẹ trời long thiên, đắc giả quyền căn, chân sáng dị sâu, hoàn thành đá quang, đá nữ, đá hồng, đá a, đá pháp, nay kinh pháp đại pháp, mở ra chân kinh, ngục kinh, dạ kinh, có 2.613 lục kinh, 3.672 triệu kinh, 43.063 tam kinh, 42.062 chỉ kinh, 36.013 quyển kinh, gọi là Long Tọa Pháp Môn, Đại Ngăn Giang, Tứ Tọa Kim Cát, Đại Ngục Dương, Mang Tứ Chữ Dịch Dương, Ăn Tứ Dạ, Kim Sáng Mặt Trời, Quản Trị Hành Xã, Qua Mẫu Đơn, Bổ Dạ Tâm Phát, Gần Quả Khổ Dạ, là cuối cùng đại quyền kim quyền ông cố, nay từ bi thị xã đắc ngũ hành, ban mai chính giả đắc bà đắc ông, và bái lại cô nhi quan tứ sử lịch sử các ngũ con nhỏ và thiên linh, Nam Mô Bổn Tự Đại Kim Cang, Nam Mô Tử Giả Kim Sa, Nam Mô Xá Lá Xá Phật, Nam Mô Xá Tộ Xá Gia, Nam Mô Xá Hồng Xá Khoan, Đại Thánh Mẫu A Di Phật Mô Phật. Wakarama Yoshi Griyan Wakarama Yoshi Wakarama Sibu Gribun Yekama Yohakarama. Lên này các chị. Đây mình xin dưới được ăn đó. Để cho ông à. Rồi đây, ngồi cúng. Là tại vì sao hồi nãy tôi nghe ông nói là ông cũng là than thở giống như loài người mình. Ông nói nơi đây là gốc dị giả là Long Hoa, là mở hội nơi đây là cũng là mỗi một ngày đó, mỗi ngày ở đây mở hội là tới gì không, là khoảng là 6.000 điểm hội nơi đây. Nhưng mà người đời ở đây không biết sao, nếu mà sau này nếu mà ta cho thì tôi sẽ có tiền tôi lập cái này, xin ông đội tôi nghe. Bản giả ngô ăn tác lại quyền tông, thỉnh lại các âm dương Phật pháp, thỉnh lại cha dượng mẹ dượng, nay bị bái lại tam lại, tôi xin lại là tam ba tam ngũ giả hành tôn, gọi là nhất bái giả Phật từ bi. Ban bái dị tam ngũ giả bá bát, bái lại củ quyền các tổ đọa kinh, trình bái lại
khủ dạ kim ngân, tăng giả tác dự, bái lại âm dương, phổ độ âm dương, vượt qua kiếp nạn, bàn khăn du, nay từ thọ, từ xá gối, từ tâm và thật lòng là kính giái. Bái lại pháp thiên linh, ngũ giả cha mẹ sinh con cái, đệ từ đại cố, kim cang cửu quyền, nam mô khắc lệ âm pháp. Alo. Đây là nước cấm. Ở nước sập. Trên cái đỉnh chạy xe thẳng. Chạy xe lên đỉnh luôn đi. Chạy xe đỉnh cuối cùng đi. Được. Được. Ăn bún đi còn hả? Tôi xuống núi gặp tôi sao? Rồi rồi. Đủ ta kia đi 3-4 giờ này mới tới đây. Mệt thiệt chứ. Ngồi tổ pháp cái gì ơi. Ai quỳ được quỳ. Nam mô A Di Phật. Nam mô A Di Phật. Tự giả kim ngân tự giữ. Tự giả ban hồi tự giả quan. Tự giữ khắc lữ kim khắc lữ. Đại từ căn qua tứ ngữ. Đại quan tứ ngữ kim sự. Ngàn đời có sử ngụ sự. Đại cá A Du Găng tứ sự. Ban tứ hành chí lễ quan quan. Tứ sử ngàn đại đại kim ngân, quan tứ sử hoàng hồn đại kim hồn, tác sử lịch sử muôn ngàn đại kiếp, nay ban giả chí giả quyền tông, bổn giả kim ngân tác giả du hà, khăn giang, ngộ pháp, đại long, cát tự, binh khổ, đại kim, tác nhà, ngụ kim cát, ngự giả quả ăn, nay tam phúc đại thọ, thỉnh thọ kim quan, tác dụ hà kim, nay bổn giả lịch sử, A Di Phật, mô Phật. Là nơi cái núi này. Tại sao ta gọi là núi sập? Núi sập chỉ đúng có 3/2 thôi. Nếu đúng ra gọi thật sự đúng cái bài tên của núi này, gọi là núi nhỏ mọc hang. Tại sao núi nhỏ mọc hang? Là nơi đây núi này đó xưa nhỏ lắm, lâu đời lắm. Nếu mà tính không sai đầm, cách đây á, được trên gần 100 tỷ năm chứ đừng nói không phải là 1 năm. Lâu vô cùng rồi. Là đá hoa xanh, là đá này của quan tứ ngữ, là kim ánh đất ngũ gia đất, là khai mở xuống hoàn cầu. Là nơi đây cũng được 3 hòn đá gọi là đá nữ cam quan hành tôn bảo giả, nơi âm pháp đại pháp của tiên giới ngụ giới. Đá này đón không sai lầm, đá này là quan tứ ngũ hồng, gọi là kim mẫu đơn thả xuống trần, gọi là đá quan tứ ngũ. Trần gian gọi là núi sập nhị sập, vì hoàn cầu núi sập là gọi là trong sập, ban sập, tứ hạ sập môn, cuối cùng là đá nữ vì nữ tam quan là nảy nở cam quan, gọi là khăn sập nhị sập, khăn hoàng đại hoàng, khăn lan đại lan, đại sập khăn sập, quản sự lịch sử, quản qua đại qua, để sập xã tất cả là dị xã tam xã, quan sập, trần gian gọi là sập. Còn ở dưới giới gọi là quan nữ đá nở, kim cành đá quan, ngụ đã kim căn, nữ hồng tô tròn, gọi là khăn sáng vô sáng, đá âm pháp đại pháp, là núi gian dây tiếng dọ, gọi là sập si sa ca ma, gọi là khăn quả vô tử, nơi đắc Phật thứ ba, bổn giả kim cầu, tỉnh giả Phật đời, môn kinh thiết ngộ, đại đá âm pháp, tổ giả A Di Đà, môn thế kinh, tổ sư Đạt Ma, hoàn cầu sứ mệnh, đại khắc từ bi, ban sử lịch sử, ngàn đài trung thọ, nay khai mở lục căn dị căn tam căn, thiết ngộ hoàng cơn, lĩnh ngộ công chúa, lĩnh ngộ A Ba, tứ giả quyền tông, nay tất cả mọi thứ quá đá dị đá tam đá, là nơi đây quá đá hoàn cầu, nơi đây trời xanh dị xanh tam xanh, nhưng mãi nơi đây là có 3 người tới quá đá. Một là khái tượng âm pháp âm giới, còn hai khái tượng quả tượng là vô ăn đá, là cuối cùng là con hổ. Con hổ này là hoàng tử nhã tử, tính ra khai kiếp nhiều kiếp, là trước này nếu mà kính ra kiếp thứ 3 này, nó lại là cái cọp quan, là cọp 3 chân, hoàng tử sứ mệnh gọi là long cọp hổ cọp, quá đá nhị thân, quá kim đợi sát, là để nó quá khăn nhị kiếp. Là con cọp mà tôi đoán không sai lầm là trên 300 kg luôn, nên là nó khai mở dị mở, buộc là trời đất dị đất tam đất, đó là không lỗ khai quan, cuối cùng là ngọc đế kêu nó bỏ sát nhị sát tam sát để trở thành những lễ tam lễ bảo vệ thân sân, gọi là cọp quan tứ giả là cọp khăn, quan vàng tứ vàng là cọp qua, ngộ cả âm pháp là tại từ bi là hai cọp con, nay quan tứ chữ khai mở kim cát đại cát và thánh lễ tác tự ngũ giả hoàng qua. A Di Phật tam Phật, A Di Phật mô Phật, bản sắc ngô mô Phật.
là các vị đứng lên xá đi. Nam mô A Di Phật, Nam mô cầu Phật, Nam mô cầu của quyền âm pháp, Nam mô đại đế ân pháp, ngã tử kim cang, ngữ giả quan. Nơi đây có là, nếu đúng ra thật sự thì cái căn là căn nào không biết. Nếu mà ai tu lành hay tâm pháp gì mình căn lớn, là nơi đây có 4 con rồng và 2 con phụng. Và cuối cùng là gì không? Là Lữ Thất Lữ, gọi là Phụng Hoàng Lữ Lã của Kim Sát Đại Sát, là nữ hoa nương nương. Là vì đây là ẩn độ, nhị độ, tam độ. Nhưng mà tôi xin xin xá các vị. Xin đi ba, cảm ơn. Và thêm anh. Đó là bàn tức lửa bác. Được rồi. Được rồi, được rồi. Ông cứ ngồi đây ông thỉnh lễ giái văn để tôi mở căn cái nữa. Sau này ông mới mạnh giỏi gì mà cứu đời độ được. Được, ông niệm Phật đi là ông giái văn. Ông thỉnh điển thì tôi vuốt nhẹ thôi. Ban tứ giả kim ngăn tác cử hà tôn, xin giúp vợ vị đỡ tam đỡ. Xin cổ quyền đại tông tổ đại kim ngăn, xin các ngũ hăng hà đại kim ngăn, hoàng lửa dị lửa phụng hoàng, hoàng khăn dị khăn kim các sĩ, võ hằng mang võ tướng. Nay kim khăn xin mở căn, xin xu tay xuống đi. Mô Phật chính lần. Mô Phật thôi, trong lòng thôi là được rồi. Mô Phật. Quan tức ngụ sử, xin xá âm pháp. Mở khai. Sư Cây Ba Nam. Được rồi. Được rồi, ông cứ cuốn cái ra đây. Ngồi xuống cái đó nó mở cái mấy căn một à. Mở căn 2-3 này gắn về tu nha. Xè tay ra, xè tay lật lên đầu gối đi. Giá gian trong lòng đi. Căn 1 dĩ giả hành tôn, bước giả kim quang. Nay thịnh lễ căn 2, gọi là căn 3-1-3. Nay quýnh căn, xin các hai đệ cố giúp tôi nha. Và có hàng bạch xà, nếu giúp được sát ổng lên sát luôn. Mở căn khai nguyên tứ quyển giả bề căn. Bàn căn sơ mở. Quang 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 quang. Hít sâu đi, thở nhẹ đi. Ba điển. Chấm điển, hạ điển, cơ điển, mở căn. Gọn nộn giấy văn đi, ta điển vô mình mà mạnh vô mà mạnh mẽ được. Sau này mới cứu khổ được chứ. Gán tu nghe. Gán tu là sao? Tu bằng cái tâm cái dạ mình đó để giúp đời giúp đạo. Qua đây. Ngồi đó vuốt nha, ngoài qua đây đi. Bụng mẹ tao mà sống mà con mà nó có mà chúng mà sáng căng chúng mà nè. Sì đây mà cái ha. Biết rồi. Ta điện về đây nó. Vô xe đó bò. Một quang đó. Vâng. Xin ta nghe lời ngươi nói mà. Vâng. Qua cái đó xui buồn. Xin đã lễ tỉnh lễ ngọc qua. Ông nhỏ mà sẵn nào mà tỉnh nào mà. Cái đó xưa đó bồn. Cái xác này nó khổ lắm đó. Vâng. Được rồi, xin thượng đế. Bộ mà sao mà đó. Đừng tức giận, quan tứ hỷ, quan hỷ, quan hỷ. Si cái đó mau vô. Được rồi, thỉnh ông mày xuống đây đi. Thỉnh ông ngồi xuống đây, thỉnh ngồi xuống. Bộ mà sao mà đó. Si cái đó mô, cái đó si bồn. Ma cà môn. Được rồi. Nếu không có gì cứ nói. Xin chúng khăn quan. Khai si bồn. Giúp mạnh lên đi Ngọc Đế. Xin ông đó. Mở sát mạnh lên. Căng mở. Mà cái sát này nó yếu vô lắm mà. Không có mở được đâu á. Được rồi. Quay lưng ta giúp cho.
quê lần này xin giúp cho quan sơ hỷ sơ đông hỷ ngọc đế ngang, xin giúp ông tiếp, sát này yếu quá, ông thì mạnh quá, xin giúp mở cân mở si kra yu ha kri bo si tiếng tổ mà tăng nó xong si a kri mo hang bắt chẳng chẳng mở sầm mộ mà tiếng mộ mộ tăng đâu mà ba ca si bi kra mo mở à, không chồng đâu rồi đại đâu để cho nằm nghỉ đi, cho nằm nghỉ chút xíu là được rồi. Đỡ lên cái đùi đi cho nằm nghỉ chút xíu đi. Sát bữa nay là yếu quá trời yếu rồi. Rồi mà ngồi xuống thả hai giò ra. Mô sư kê bò kê mô sư kê bông. Xin lãnh chỉ ngang hai bà tiên nữ bà tổ cô mượn xác lên, xin giúp đời đạo ngang, xin các vị chữa thương nhẹ nhàng thân xác, mở khai quang tứ ngõ ngồ kim, nay xin các vị ăn xác vị xác khai ăn khai mở mô Phật tam Phật a du sinh đi bô kara ma ma. Xin các vị ngang nam mô Phật nam mô tổ pháp đệ kinh khăn a di Phật. Ngày này được vui được mờ hết chuông rồi. Dân lên nước rửa mặt. Xin các vị cố hai ngũ tiên quan tiên ngũ tiên. Bà này không mở căn đã mở rồi sao mà không ai giấu tôi hoài trời. Đã ta điển 362 điển là 1200 người rồi. Mà tại sao không lên đây nè, đây ai che ghiêu này đây? Dân thẳng 2 giờ đi. Thẳng 2 giờ tôi mời là quá lông, thử lên ông nổi không nha. Niệm Phật đi, thả giải hai ta lên nó mới mạnh. Ra cỡ lên. Xếp bằng cái giò xếp lại. Con đang quay ở trên núi. Á lông nhị lông. Á cơ nhị cơ. Á khai nhị khai. Á cơ nhị cơ. Xin. Ma kara ma yo sikri bo kara ma yo sikri bi kara ma kara ma yo sikri bi kara ma qua. Á quan á quan. Mở. Niệm Phật chín lần. Xin cái dụng lòng người nữa đi. Á quan nhị quan. Á cơ nhị cơ. Ai che rồi che kỳ. Tôi giúp đời đạo. Khai quan mở quan. Ngước cổ lên. Quan sử quan si. Quan cử quan si. Khai căn mở căn. Mạnh lên. Chỉ của lãnh xã giỏi chứ hay chứ mai con tới nhà trên này nói nghe được không chạy chạy tôi nói gì á dạ xem nha tôi ngủ nhỏ chiếu à dạ giờ chụp được cho tưởng chơi gì dạ dạ nếu trong vòng này thằng cát ngơ vô nghề giỏi lắm nha ra si bon ra hội á. Dạ. Ngày đi gặp được vị là phước đức dữ giấm vô nha. Dạ. Nữ ngồi đâu là gì đó. Mở căn được. Vui quá à. Được, nó mở đi. Dạ, dạ. Rồi. Được. Chúng ta đã bao lâu ngày nay được là đi chúc 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 Wa kan yo so kri ha ha yo si kri yo kan kama yon. Mô Phật. Vui lắm. Dạ. Vui rồi nha. Dạ. Lắm nha. Thời gian sẽ gặp lại. Mọi điều vui vẻ. Mừng quá, mừng rồi. Em biết quá nha. Vợ vậy, biết điều vậy đó. Ê, ăn cái này ngon dữ dấm vuông á. Ngon dữ lắm, ngon hả? Ăn này ngon lắm.
ngon ghê lắm. Ngon dữ dằm nhá. Nhăn như chu miếng gì. Thôi thôi. Tôi không dám ăn, tôi sợ. Hiểu cho tôi đi, tôi sợ. Tôi mà tôi biết chứ. Tôi biết. Ngàn đời Khương Tứ Nhớ. Để tôi đọc cho quản sự vô ăn. Tay cầm thuốc đao quăng. Thương tinh thức xã ngã đời. Điếu thuốc ngai hoàng hoàng tứ dạ. Câm giả nguyện đời chầu cả chầu cao. Nguyện tông khăn khai tứ nguyện đồng. Sát quan. Khăn quan tứ lệ hông quan. Định lễ hình sầu đi thuốc làm môi. Nay cơ phát dự phát hiện sầu. Hút thuốc cho đỡ hơi sầu đỡ khổ đổ thân. Nay quyền tông giá đông khai tứ mở. Ô Phật. Không đưa thuốc rồi đọc thành bài thơ dài lắm hay nhớ được như trái tối nghèo chằn nhà mạng nè còn nữa nè không cho dạ không gì điếu thuốc nha để tôi đọc điếu thuốc thêm cho là bài ca bất tử ngủ đời điếu thuốc đếm đời điếu thuốc đếm tay mười hai ngón tay ta sanh tay nghỉ mười ngón lành điếu thuốc cầm quan hút sang khúc khổ khúc đời hút tan nhà khổ sở khúc đời tự tông hoàng tông có tông hoàng đời thái tổ hút rồi khổ nợ khổ năng được hút xong đi hút càng gần hút khói hút si sình hút đã hút tơi hút rồi khổ lắm ai ơi hút khăn hút nữa hút bao giờ cho xong nay nguyện dòng tâm pháp đại pháp cử đi hút cho rồi cho bổ tấm thân bản sự lịch sử không văn tứ dạ ai có hút có hút cho đời tố phận nếu không hút có rồi số phận số a nay nguyện cầu đại kinh qua nguyện cầu tâm pháp ai hút được thì hút mà thôi mô phật rồi ăn có bao nhiêu mà đọc hết thích đọc luôn rồi mô phật mô phật rồi ăn có bao nhiêu mà đọc hết thích đọc luôn rồi mô phật mô phật có cái khăn nào ấy chùi em cho cô coi bà quá mệt luôn rồi lụm lấy thuốc dùng vào đây đọc chúng chưa có khăn giấy khăn nào có trên khăn giấy đi chàng ơi đi tới đâu cũng về hoài chứ vui đến chỗ vui là bà về nói chứ tại vì cung sát gì sát sáu bảy năm nay rồi ém rồi hiện nay về đi còn không chơi là cung sát gì sát đã ấy rồi thì đi đến đây rồi căn gì cũng phải mở thôi nè lấy giấy này đó. Vui quá vui luôn mừng lắm ngủ không có được gắn là gì mà cúng giấy nha xin cho giò cẩn uống thuốc men đồ đó đói thì ăn đau thì uống thuốc chứ đừng có uống bùa gãy nữa chỉ giúp đỡ các phần canh để cho thân xác lại mạnh khỏe chứ vâng hả ai ba đứa nhỏ Makasibon được rồi là ba đứa đồng nữ theo cha đi để lên đi nó đi theo rồi để đứng anh cũng được nhỏ tuổi các bạn đứa có nửa tuổi nửa tuổi ngăn gian à nửa tuổi ngăn gian mà âm giới nó có 572 tuổi à đó để gọi là đồng nữ tiên á là cắt linh căn là cung hầu của cung nữ đại nữ có nghề nghiệp qua người này điển 13 điển thôi đó hai điển quỳnh cơ ba điển quỳnh sáu bốn điển ông cố và hai điển của ngũ gia hoa rồi là cũng quyền thất tổ mà căn mở rồi nó mà là con nghĩ là tôi nghĩ là ít cúng lại gì đó còn bà này để tôi coi ơi khăn mặt vô mặt khăn qua nhị qua khăn điển vô điển khăn âm đại âm hoàng điển ngô hồng tác giả kiên cơ khai mở ngũ hoàng xin hỏi bà hoàng đại kim căn căn mở gì mở tam quan phần điển 362 103 6016 nay nguyện cơ trăm cơ xin hỏi âm pháp đại mở vấn giả phật tiên ngũ giả tiên cơ sát đã mở nhưng mà sát này đợi thời cơ nhưng mà thời cơ đã đến rồi các vị đợi bao giờ đợi tôi xuống lỗ thiêu tôi hả nhưng mà nói các vị nghe vì hoàng cơ nhị cơ và căn này là quan đang vũ giả hành là đang cỡ âm pháp đại pháp là trong sát người này có không 1.203 người rồi nhưng mà sát nghị ngự sát qua dị qua nếu sau này cúng giấy thêm thì chỉ cần bệnh đau vuốt người ta hay cậu gió hay là cúng kiến về giấy thì được là công quả nhị đời gọi là phổ độ là giúp đỡ ngăn gian hoàng gian cuối cùng là bộ tộc tam tộc cúng giấy của quyền thất tổ đó là sau này ngồi thiền là cứ ngồi gì ngồi á nếu mà mình thật lòng dạ là ngồi 11 giờ là 50 ngồi là tới là 12 giờ 5 12 giờ 10 nếu con người mình làm ngay thẳng mình không sợ cái gì hết trơn á sợ nếu mà con người mình làm tội nghiệp thì lúc đó giờ của bà của đỉnh của chúa và của thiên nên nếu mà ở phải thì trời đất sẽ điển quyền điển cho mình giúp mình qua còn nếu đúng ngồi thiền là khoảng là 5 giờ 50 ngồi tới 6 giờ 10
giờ đó là giờ Dương Cố Đại Cố là Kim Quang ngực lạ, giờ của Kim Hồng và bà Cố Đại Lĩnh Cô và Tổ Cô và Cổ Thiên, nó ngồi chắc đó là tốt nhất. Nếu mà con người mà yếu sát nhị sát quá thì tùy theo cái kiếp nạn, nhưng mà theo tôi nghĩ đó, đừng ngồi nên giấc tối quá, vì giấc tối 7 giờ là giờ của là âm quan, là hậu cục quan, nhị quan, là 8 giờ có đinh quan, hạ quan là a gia, là trên 10 giờ nữa là giờ có ma đối, là thần đối, cuối cùng là 11 giờ 20 là giờ của âm dương địa ma dương, âm pháp đại pháp là hổ qua dương, là 12 giờ là thiên linh nghị linh, là giờ là ma qua tứ ngũ, gọi là thiên ma phật tự, gọi là kính nể phật dương, kính nể âm dương. Giờ đó họ cúng lễ gì lễ là đi là lên ngăn gian qua gian, là để kiếm làm ăn là khó khăn hay bất cứ nợ là cái gì đó, là họ đã kiếm vào cái ngày đó. Nên sợ mình yếu xác, mình ngồi lúc đó cái cơ xác mình nó hay gặp phiền phức. Còn các vị mạnh mạnh giỏi rồi là cái gì cũng vượt qua hết. Nên là tôi nhắc nhở thôi. Còn là tam khăn tứ dụ dị giá qua, thì đời sống là bao giờ cho đủ mà bao giờ cho hết. Thì trước sau mình cũng thỉnh lễ vị tam lễ là mình bỏ xác mà thôi. Thì cuộc đời còn sống được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, mà làm bấy nhiêu cho có quyền cha mẹ của mình là con cái chồng con. Nên tôi khuyên một điều là có quyền nuôi cha nuôi mẹ nuôi con, có quyền có chồng có vợ. Nên thỉnh lễ như lễ tam lễ tùy theo cái xác mà hành căn hay nặng căn, nhưng là có quyền là trên hết. Còn sống ở đời bao nhiêu cho đủ mà hơn thua bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu cho dư bao nhiêu cho thiếu. Thì cuộc đời trước sau về mình cũng là gặp tất cả là âm pháp đại pháp. Nên là sống ngày nào thọ ngày nấy, hay sống ngày nào là mai ngày nấy. Nên là tôi đi núi non chùa là giúp đỡ các gì cho các chị hay âm dương, đó là hoàn thành sứ mệnh của cha mẹ của tôi. Còn xác tôi là thân xác là thúi hơi, nhưng mà linh hồn tôi không thúi hơi, có thể tôi làm việc gì giúp được cho xã hội này hay là âm giới, đó là sứ mệnh của cha mẹ. Nay nguyện cầu chấm pháp giới dân dòng tộc dị tộc tam tộc là những lễ tam lễ ngũ lễ hàng lễ kính lễ tất cả âm dương hiểu được tôi. Nay nguyện cầu chấm pháp sống tới ngày là thiêu xác hay bỏ xác, nên nguyện cầu tôi sẽ không làm sai những cái điều gì mà khó quá. Nên cuộc đời ăn gì được ăn, mà giúp đời gì được giúp, chỉ bao nhiêu thôi. Còn cái xác các vị ngăn gian đi đúng đường hay sai đường tùy vào các vị, nhưng mà tôi chỉ khuyên một điều là vẫn làm vẫn ăn nuôi cha nuôi mẹ nuôi con, nó là cuối cùng là có đi núi đi non đi chùa thì rảnh rỗi dư giả mà đi. Còn những các vị mà đi theo tôi mà để họ nợ họ nần tôi sẽ không chấp nhận, mà thiếu vốn ví dụ 500 300 tôi sẽ trợ giúp, chứ đi núi non mà họ nợ tội nghiệp người ta, nên lại có duyên gặp tôi. Còn qua còn sứ mạnh đại mạnh kim mạnh, những gì giúp được giúp, những gì làm được làm, nhưng không phải khoai trương kho trương. Nhưng mà tôi tin vào làm giới của tôi, nếu mà tin vào tất cả mọi thứ, nên nguyện lòng dù có thân xác là có nghĩa người ta mai mỉa hay chữ mắng tôi hay là kể lại bất cứ gì, tôi cũng không thèm trả lời, cũng không thèm mà nhắn tin hỏi mà bài giải thích gì. Những gì mà làm được thì trời ban, những gì không làm được thì bà độ đài, là chỉ sống trong lương tâm mình thôi. A Di Phật, Mô Phật. Được rồi các vị, đứng lên đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xá Bà Xá thì mình qua gốc Bồ Đề là cây dương gõ qua âm pháp của Nghiên Tử, Già Tử, Tổ Sư Đạt Ma và các cả Phật Bồ Đề. Mô Phật. Đây. Qua rồi, không sao đâu. Được rồi, cái hồn này ra sát ba hồn để tôi xin ra. Bo karama yosu karibi karama mo karamo yosi o karima karamon. Xin giúp tôi hoàng hồn cho người này cho mạnh mẽ chút xíu đi. Giải hồn, quán hồn. Được rồi, mô phật ba lần này chút xíu nên là hồn nó mạnh lên. Lê Thanh cũng xin cảm ơn khán giả đã theo dõi một đoạn video mà Lê Thanh gặp thầy Phú ở trên núi Sập. Thì thầy Phú cũng có giúp bà con giải căn ở đây. Cái hữu duyên rằm tháng 10 thầy Phú có về núi, thì Lê Thanh cũng sắp xếp thời gian đến để quay những đoạn video về những câu chuyện tâm linh quyền bí ở vùng Thất Sơn đó. Thì Lê Thanh cũng xin cảm ơn khán giả đã theo dõi video. Chúc khán giả có nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo về những câu chuyện tâm linh Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.